Kính thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách là nhà báo Vy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, cái đề tài hôm nay còn có không có bao lâu nữa là cái cuộc bầu cử tổng thống. Dứt khoát, cái cuộc bầu cử này vô cùng quan trọng bởi vì Hoa Kỳ muốn hay không muốn. Chúng ta cũng biết là đại cường quốc của thế giới. Thì thế nào các anh Trung Cộng, ông Tập Cận Bình, ông cũng dòm ngó coi ai là có lợi cho ông, ai là bất lợi cho ông. Cái phân tích này ngày hôm nay đưa ra những dữ kiện, thưa quý vị, mà chúng tôi ghi nhận được, có thể nói là trung thực về cái nhận định của Trung Cộng đối với hai vị ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ. Cái đề tài hôm nay thưa quý vị là bầu cử tổng thống Mỹ. Tập Cận Bình lo ngại nhất là ông Trump. Lo ngại nhất là ông Trump. Xin phép đi thẳng vào phân tích bởi vấn đề thưa quý vị cũng hơi dài. Bầu cử tổng thống Mỹ, ông Trump, Harris và Tập Cận Bình. Tập Cận Bình lo ngại nhất là ông Trump. Đây là phân tích thì thường thường phải có sự kiện và có thời sự. Phần thứ nhất, thời kiện và thời sự chúng tôi xin trình bày lại. Chúng tôi thưa với quý vị lấy những cái sự kiện của Pháp. Vì Pháp nó không có phải, cái bầu cử này của Hoa Kỳ chứ không phải của Pháp, thành ra Pháp nó có lẽ ít nhạy cảm hơn, nên cái tin tức của họ tương đối hơn là cái tin tức của Hoa Kỳ. Thường thường là tin của mình thì mình dễ nhạy cảm đó. Đài phát thanh quốc tế Pháp hôm 16 tháng 10 điểm báo về Trung Trump hay Harris, ai là giải pháp đỡ tệ hại hơn cho Bắc Kinh? Cái câu này thưa với quý vị là một câu nói rất là gọn, tôi dịch lại nhưng mà rất là khéo léo. Cái cách dùng chữ này cho thấy cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đều tệ hại cho Trung Cộng, nhưng Trump là giải pháp tệ hại nhất cho Bắc Trung Cộng. Theo nhận định của báo Le Monde, là cái tờ báo lớn hàng thứ nhất của Pháp, trụ sở ở tại Paris. Tờ báo Le Monde phân tích như thế này. Bắc Kinh lo ngại cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, tức là ứng cử viên Trump, trở lại Nhà Trắng có thể làm leo thang chiến tranh thương mại giữa hai nước. Ông Trump trong cái nhiệm kỳ đầu ổng, thưa quý vị, ông tăng thuế nhập cản hàng hóa của Trung Cộng nặng lắm, lên tới 60% đó. 60% thí hồi xưa, thí dụ Hoa Kỳ chỉ đánh thuế của hàng hóa của Trung Cộng 1%, thì bây giờ ông lên tới 60%. Mà thưa quý vị, khi ông tranh cử nhiệm kỳ này, ông nói vậy cũng chưa đủ, tôi sẽ tăng tới 100%. Thưa quý vị là nặng lắm, bởi vì ông Tập Cận Bình có lẽ bằng đêm thế nào ông cũng thắp nhang, ông ông cầu cho ông Trump gặp trục trặc. Bởi vì nếu mà ông Trump đắc cử, cái thương mại của Trung Cộng và thương mại của Hoa Kỳ với cái mức thuế như vậy thì thế nào cũng sinh ra một cái cuộc chiến tranh về thương mại đó. Nên
ông chính ông Tập Cận Bình ông nhận định là cái giải pháp của ông Trump tệ hại cho Trung Cộng hơn là cái giải pháp của bà ứng cử viên bên phía dân chủ đối lập. Báo Le Monde nhận xét Bắc Kinh lo ngại cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng có thể là leo thang chiến tranh thương mại giữa hai nước. Chúng tôi xin đọc lại để dễ nhớ. Tuy nhiên, nếu bà Harris đắc cử thì bà chánh yếu cũng sẽ chống Trung Cộng. Nhưng mà cái mục tiêu chánh của bà Harris chống Trung Cộng là có lẽ là vấn đề Đài Loan. Chứ theo báo Le Monde nhận định. Theo nhận định của báo Le Monde, kềm hãm cản trở đà tiến của Trung Quốc cho đến nay vẫn là một trong những chủ đề hiếm hoi với chính quyền Mỹ dưới cái thời tổng thống khác nhau. Nghĩa là ông tổng thống nào? Cộng hòa hay dân chủ? Già hay trẻ? Thưa với quý vị, đều chống Trung Cộng hết. Thí dụ như ông Biden, khi ông đắc cử, hầu như cái đường lối mà chống Trung Cộng của ông Trump là ông Biden lặp lại hết. Thưa quý vị, đó. Và đối với cái nhìn của dân chúng Hoa Kỳ, nãy giờ chúng ta trình bày là cái nhìn của chính quyền Hoa Kỳ. Còn cái nhìn của dân chúng Hoa Kỳ, tôi nhớ nếu không làm thì cái cơ quan Pew thăm dò dân chúng Hoa Kỳ đó, thưa với quý vị, đại đa số Hoa Kỳ coi Trung Cộng là kẻ thù. Thứ hai nữa, nếu tôi nhớ không lầm thì 70% dân chúng Hoa Kỳ không có đồng ý cái nghĩa là chống Trung Cộng. Thì chúng ta thấy đặc biệt cái này là một cái truyền thống của chính trị của Hoa Kỳ. Chúng tôi xin phép trình lại để quý vị rộng lượng dư luận. Hoa Kỳ 50 tiểu bang, hai cái đảng lớn Cộng Hòa và Dân Chủ, nhưng mà luôn luôn nếu đất nước Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ dính vào một cái cuộc chiến tranh nào thì về ngoại giao, về quân sự, tất cả hành pháp, lập pháp của Hoa Kỳ, đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, ông Tổng thống là da đen hay là da trắng, thưa quý vị, đều cùng một ý thức hết. Tất cả đều, nếu về chiến tranh thì đứng một bên, yểm trợ quân đội đi xe, thì thưa với quý vị, dán một cái biểu ngữ là ủng hộ quân đội. Còn ngay khi trong chiến tranh mà tôi nhớ một cái kỷ niệm mà tôi đã đọc được rất cảm động, thưa quý vị. Trong đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ động viên nhiều quân lắm, nhiều người lắm, đến đổi những cái cơ sở là kinh sản xuất đồ này kia đó, thưa quý vị, thiếu người, bị đàn ông đi. Thì lúc đó Đức nghĩ rằng cái nền kinh tế Hoa Kỳ không thế nào chịu nổi một cuộc chiến tranh dài và lớn như vậy. Nhưng mà họ làm và họ thua. Là sao? Những người phụ nữ của Hoa Kỳ, quý bà, quý cô, thưa với quý vị, tìm cách tham gia vô cái việc sản xuất và biến những cái dụng cụ, biến những cái khí tài của dân sự, thí dụ như máy bay dân sự, biến làm sao trở thành máy bay quân sự. Và vì cái tinh thần đó của Hoa Kỳ mà chúng ta thấy Hoa Kỳ chưa bao giờ thua cái cuộc chiến tranh nào. Thứ nhất, đệ nhị thế chiến thắng, đệ nhất đệ thế chiến thắng, đệ nhị thế chiến thắng, và
chiến tranh lạnh cũng thắng luôn. Đó. Đây là một cái bài học mà nếu Việt Nam Cộng Hòa sống lại hay là cái quốc gia Việt Nam ở bển không còn cái chế độ cộng sản nữa mà được tự do dân chủ là phải học. Đối với quân thù, bảo vệ tổ quốc, thưa quý vị, an dân, chính quyền là phải bảo vệ quốc an dân và phải đồng lòng với nhau trước quân thù, chứ không có phân chia ra đảng này đảng kia, phe này phe kia, vùng này vùng kia. Cái điều đó 50 tiểu bang của Hoa Kỳ lớn lắm thưa quý vị, nước Hoa Kỳ cái đất đai đó chiếm gần 1/3 cái địa cầu này, nhưng mà nhờ cái tinh thần đó mà Hoa Kỳ luôn luôn là thắng, luôn luôn là thắng trong cái những cái cuộc chiến tranh trên thế giới. Và cho đến Hoa Kỳ, dầu cái lịch sử Hoa Kỳ có mấy trăm năm thưa quý vị, nhưng vẫn là một cái đại siêu cường thế giới cho đến bây giờ. Ông Tập Cận Bình Trung Cộng muốn cố gắng làm sao thay thế cái vai trò đó nhưng mà thất bại hoàn toàn. Xin quý vị đừng rời máy, sau vài phút thông tin thương mại chúng tôi xin phân tích tiếp.